Khánh của Châu Phong xin giữ. Có đô Xuân Nhi của Thừa Thiên Huế xin theo. Xin mời hai đô vào giữa thảm để làm thủ tục xe đạp. Vâng, vừa rồi là ban tổ chức có treo thưởng 200.000 đồng cho trọng tài chống. Cho nên là trọng tài chống đã có bó hoa tươi thắm rồi, là nghe thấy có vẻ là tiếng chống nó rộn ràng hơn hẳn phải không ạ? Mạnh hơn hẳn luôn. Hai đôi bắt tay, trận đấu bắt đầu. Vâng, hiện nay đô Ngô Thành Tân của Vĩnh Phúc đã nhất thắng ở giải Anh Tài trị giá 6 triệu đồng. Tuyệt vời. Vâng. Vâng, danh dự của thanh niên làng Châu Phong lấy lại được rồi. Rất tuyệt vời. Vâng, chúng tôi xin công bố kết quả ở keo vật nam nữ. Đô Vũ Ngọc Khánh đã toàn thắng ở trận đấu vừa rồi. Xin mời đại diện ban tổ chức ở Châu Phong mang đai đỏ xin giữ. Và đô Lê Thị Quỳnh Như xin theo. Xin mời hai đô vào giữa thảm. Vâng, vừa rồi đô Vũ Ngọc Khánh đã lấy lại thể diện cho trai làng Châu Phong rồi. Thì bà con nhân dân rất là tha thiết là muốn đô Vũ Ngọc Khánh thi đấu thêm một trận nữa với lại đô Lê Thị Quỳnh Như. Trận thi đấu bắt đầu. Ban tổ chức xin mời đô Nguyễn Duy Phụng của quê hương Châu Phong lên gặp ban tổ chức. Hiện nay là theo nguyện vọng của các quý vị khán giả là muốn đô Nguyễn Duy Phụng là vào theo phá theo giải Anh Tài. Thì hiện nay là rồi, dừng lại, chưa. Rồi, tôi đã nói dừng lại trước rồi. Rồi, chưa phân định thắng thua bởi vì là vừa rồi là thấy là đô Khánh là ôm chân là đô Như. Thấy là xét thấy là miếng đánh là hơi nguy hiểm cho nên là tôi đã nói là dừng lại. Chưa phân định thắng thua. Hai đô bắt tay tiếp tục thi đấu. Xin mời đô Phụng vào gặp ban tổ chức. Vâng, hiện nay ở keo vật nam nữ này đang diễn ra trên thảm đấu thì ban tổ chức chúng tôi đã nhận được ngoài rồi. Vâng, như chúng tôi đang nói là đô Khánh là một đô đang tập huấn tại đội tuyển Hà Nội. Vâng, bằng những kỹ thuật rất là dứt khoát, rất là mạnh mẽ cho nên là sẽ có phần nhỉnh hơn và lợi thế hơn so với đô Như. Như vậy nếu như ai thắng ở trong keo vật này, những bó hoa tươi thắm của các nhà tài trợ ủng hộ là 1.200.000 đồng. Và nếu ai thua trong trận đấu này, thì ban tổ chức sẽ thưởng cho là 200.000 đồng. Vâng, làm gì được không? Đô Như cũng đã thấm mệt rồi. Vừa rồi Đô Như cũng đã toàn thắng ở giải nữ. Xin mời Đô Phụng lên gặp ban tổ chức. Vâng, thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả thì muốn là Đô Phụng vào theo đánh cả theo đô Tân trong giải Anh Tài trị giá 6 triệu đồng. Rất
khỏe. Như chúng tôi đã nói là đô Vũ Ngọc Khánh đã có thân hình là tại hai đô ngồi xuống ghế. Xin trân trọng giới thiệu ở giải vật lữ, đô Lê Thị Quỳnh Như của Thừa Thiên Huế đã nhị thắng hai kèo. Từ từ, xin mời hai đô đổi đai cho nhau. Vâng, xin bà con nhân dân cũng hết sức thông cảm là các đô nữ là chuyên là vật tự do, cho nên là khi mà đi thi đấu ở giải hội làng thì các cháu là cũng chưa được quen cho lắm. Đấy, cũng xin nhắc lại để các đô lưu ý là đô nào giữ thì sẽ mang khố đỏ và đai đỏ, và đô phá thì chúng ta sẽ mang khố xanh hoặc là đai xanh. Xin trân trọng giới thiệu ở giải vật lữ, đô Lê Thị Quỳnh Như của Thừa Thiên Huế đã nhị thắng hai kèo. Hiện nay có đô Nguyễn Thị Mỹ Tiên của Nghệ An xin theo. Xin mời hai đô vào giữa thảm chuẩn bị xe đài. Vâng, và nếu như giành phần thắng trong trận đấu này thì đô Lê Thị Quỳnh Như sẽ toàn thắng giải lữ trị giá 16 triệu đồng. Sự đăng ký của đô Ngô Thành Tân là muốn lên để thi đấu phục vụ cho lễ hội Tôn Châu Phong. Xin giới thiệu bà con là như thế này, đô Ngô Thành Tân là một kiện tướng cấp quốc gia đã vô địch 7 năm liền, cân 75kg, là một đô rất là xuất sắc. Đấy, nhưng mà để ban tổ chức chúng tôi sẽ họp bàn lại và có thể chúng tôi sẽ treo một cái giải lèo cho Ngô Thành Tân, kiện tướng cấp quốc gia giữ. Và chút nữa chúng tôi có quyết định thì sẽ thông báo với đô Ngô Thành Tân sau. Thế là đô Ngô Thành Tân là cứ hết sức bình tĩnh. Ban chủ tịch chúng tôi xin mời đô Ngô Tùng Lâm của câu lạc bộ vật quân đội có ở đây không ạ? Sang sau rồi có nhất phẩm được không? Vâng, hiện nay ban tổ chức chúng tôi nhận được tấm lòng hảo tâm của anh chị Nhuệ Thanh có ủng hộ vào giải vật của ban tổ chức là 3 triệu đồng. Vâng, xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn anh chị Nhuệ Thanh và kính chúc gia đình anh chị Nhuệ Thanh một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin cảm ơn. Vâng, làm gì được không? Vâng, chỉ một chân nữa lỗi thôi, nhưng mà đô phố xanh đã tóm tay của đô phố đỏ rồi, rất khó khăn. Vâng, chuẩn bị chuyển sang chạy điền kinh rồi. Chạy! Chạy nào! Chạy nhanh! Nhanh, không có một chân nữa là thua mất rồi. Vâng, rất khó khăn. Quý vị khán giả nhìn tưởng vậy là dễ thôi, nhưng mà rất khó khăn, không hề đơn giản một chút nào cả. Xin quý vị khán giả cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ, để khích lệ tinh thần thi đấu của hai đô nữ. Trong buổi chiều hôm nay, Đô Như đã thi đấu tổng cộng là 6 hiệp thi đấu rồi ạ. Vẫn chưa làm gì được, lại sang sau rồi. Liệu Đô Như có nhấc được hai chân của Đô Cổ Xanh lên khỏi mặt tảng không? Mời Đô vào trước giới. Vâng,
Phải nói là Đô Lê Thị Quỳnh Như rất là khỏe. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả ở giải nữ, Đô Lê Thị Quỳnh Như đã toàn thắng giải nữ của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và hiện nay Đô Lê Thị Quỳnh Như đã toàn thắng giải nữ trị giá 16 triệu đồng. Vâng, ban tổ chức xin chúc mừng Đô Lê Thị Quỳnh Như của Thừa Thiên Huế đã toàn thắng ở giải nữ trị giá 15 triệu đồng do ban tổ chức và 1 triệu đồng do kho CNC Tuấn Đạt tài trợ.